Chào, lại trở lại với anh em Minh Audio ở Đông Hà Nội. Con âm ly Victor X5 này, cửa hàng cũng đã quay một video test rất rõ. Cửa hàng quay thêm một clip nữa, anh em có nhu cầu xem kỹ với mẫu âm ly Victor X5 của hãng JVC. Con này nếu nói về chất lượng âm thanh thì nó dùng từ chim họa mi là để miêu tả rất thích hợp cho độ chất về âm thanh. Nó đạt được cả về chất lượng, độ hay của âm thanh và cả độ khỏe, độ chắc của giải âm, cả ba giải âm bass, mid, treble. Hình thức thì tôi nói như con chim họa mi, có nghĩa là hình thức nó không phải là loại đẹp về hình thức, có nghĩa là về thiết kế của nó không bóng bẩy, không kiểu cách như những con âm ly khác, nhưng nó lại được cái chất lượng âm thanh đó của hãng Victor. Thì nếu anh em nào đã chơi hãng này thì sẽ biết nó rất ngọt, trầm ấm, âm thanh mềm mại, ngọt ngào. Con âm ly này thì nó có cái chất lượng âm thanh hay lý do bởi vì nó có những cái linh kiện như này. Chẳng hạn như anh em thấy nó tận 4 con tụ này, 4 con sò 2 vít, nó tạo lên cái độ khỏe âm thanh, cái nguồn to đó. Cái nắp tre đã bỏ sẵn ra. Những con âm ly mà có nắp tre nó có nhiều khe này thì nó sẽ có bụi bặm anh em nhé. Đây chẳng hạn như là sắt xi 7 màu đây, nhưng mà theo thời gian nó sẽ có bụi hứng vào. Đảm bảo cho anh em là hàng bãi zin và hoạt động tốt. Đây giả sử cái mặt này này, nó sắt xi đây, nhìn nó đẹp long lanh bởi vì nó không bị bụi đó. Thì anh em phải có những cái đánh giá rất khách quan. Con âm ly này thì cửa hàng bán giá rất tốt, đó là 3.500.000 đồng đó. Đường vào AUX tuner, còn đang đánh loa trên loa dưới, hai cầu loa trở kháng từ 4-16, thông số là 100V, 160W, sản xuất tại Nhật. Đó là về ngoại thất và nội thất. Bây giờ tôi sẽ đậy nắp và mời anh em cùng thưởng thức chất âm nhé. Thì các bác có thể cảm nhận là xem nó có giống con chim họa mi hót không. Thể ghép vào nhiều nơi loa bass 30, 40 được anh em nhá. Với con âm ly này thì loa cổ bass 40 không thành vấn đề đâu. Loa cổ thì nó đánh nhẹ nhàng lắm, nó không ăn công suất. Đầm chim sông sâu mặt trời vàng và mặt em nâu cho anh gửi gửi một câu thơ tình. Kích thước rất to anh em nha. Rất nhiều loa, một con âm ly hay nó ghép được rất nhiều loa anh em ạ, từ loa Nhật, loa Mỹ, loa châu Âu, kể cả con này đã bán cho bác khách mua về ghép S90. Bữa sau em mặc áo vàng, áo em áo em mà nỡ rộ một bông cúc vàng.
tín hiệu âm thanh đường AUX tuner phono, và bên này là có bát chép này, tín hiệu Sinte này, cân loa bát chép đây, đánh hai đôi loa 1 và 2, đánh hai cầu loa. Xin chào hẹn gặp lại anh em. Cửa hàng quay test rõ và báo giá rõ 3,5 triệu giá tại cửa hàng, bao phê bao hay cho anh em ghép được nhiều loa, từ loa nhỏ đến loa to, loa to vẫn đánh vô tư anh em nhé. Đang ghép bát 30.